Vâng, đây là xác minh tài khoản Gmail của A37, Oppo A37. Cái này khó đây. Con Oppo A37 này mở tài khoản lần nào chứ nhỉ? Anh vào được bên trong chủ yếu vào được cái internet là ngon rồi đấy. Kích vào đây, kích vào đây rồi vào thiết lập này đấy, kích vào giới thiệu này, kéo lên chính sách bảo mật, trình duyệt trình, tiếp tục đấy. Thế giới mới, đột phá mới. Rồi, đi này. À, đi vào nhá. Cài đặt chấp nhận mà cài đặt như này đó, cài đặt và tiếp tục cài đặt Coaching thì bạn đăng nhập, ok nghe đây tiếp tục cái mật khẩu này. Bắt đầu.
Ok, xong luôn nhé. Cảm ơn bạn đã chọn Oppo. Mày cài đặt này. Comment cho nó cái. Xong lưu cài đặt lại, xóa toàn bộ nội dung cài đặt này. Ok, xong rồi. Đây